Rồi, lên tôi xin chào tất cả các anh em càng thủ đam mê cá tầm tổ quốc. Hôm nay tục là một clip gồm một lô câu nha anh em. Thì lô câu này gồm 23 cây chiên cho anh em câu luôn. Đó, thì có hàng máy ngang có và bên đây là phần máy đứng. Rồi, đếm vô cụ thể từng cây cho anh em xem. Em bán hàng cho anh em kiểm tra hàng trước thanh toán, nếu hàng lỗi không clip lên á thì anh em cứ gửi về cho em. Rồi, cảm ơn anh em. Lên cái thứ nhất mình tham khảo nha. Thì cái thứ nhất em lên cho mọi người là một cây cần máy ngang, cần cản súng. Một khúc nha, cây này cây một khúc. Thì cây này đến từ thương hiệu của Mỹ là Berkeley nha anh em. Berkeley. Thì phôi nó vẫn là phôi carbon nha mọi người. Phôi vẫn là phôi carbon. Đó. Dạng sẵn cũng như hai da nha mọi người. Đó. Phen là phen Fuji nha, phen là phen Fuji, keo chỉ còn ok. Thì thương hiệu Berkeley thì quá nổi tiếng rồi. Đó. Độ chắc của cái phôi này khỏi bàn. Thì dạng này cho anh em săn lóc. Đó. Đọt khá nảy nha mọi người. Đây. Đó. Rất là nảy luôn nha. Phen là phen Fuji loại xám nha. Đó. Cái này về em chưa vệ sinh nữa nè, anh em về vệ sinh lại giúp em nha. Đây, cái đống bụi nè. Đó. Phôi thì phôi sắn carbon là khỏi bàn. Đó. Thì cây này là cây Berkeley cắn súng. Đó, phen là phen Fuji, bass là bass của hãng bass Berkeley. Đây. Thì cái này nặng là 100g anh em, nặng là 100g, một khúc cán súng, dài là 1m56, đọt là 2 ly. Thì cái này tải mồi từ 5.25g đến 17.5g, độ cứng tương đương với M nha mọi người, độ cứng tương đương với M. Chi nhanh này cầu lốc. Thì cái số 1 giá công khai là 750k cộng ship nha, cái cần một xúc, một khúc. Tiếp theo cái số 2, thì cái số 2 em lên mọi người vẫn một cây cần một khúc. Thì cái này cây một khúc của Abu nha anh em. À, dòng Abu Hutton đây mọi người, đây đó. Thì dòng Abu này thì nó có cái bass là bass Fuji, bass nó rất là đẹp luôn, rất là ok. Đây bass Fuji nó có miếng điểm nó dựa cái máy lên nha mọi người. Đó, thì cây này vẫn là một cây một khúc nha nè, cây này vẫn là một cây cần một khúc. Cây này cây cắm gốc, quên, cây này là một cây cắm gốc nha mọi người. Đó, Abu. Tổng thể thì cái cán là cán bằng mọi người, cán là cán bằng, phôi là phôi carbon. Đó, phen của nó là phen sheet nha anh em, phen sheet Fuji sheet, tất cả keo chỉ ok. Đó, keo chỉ để bạc thế này nè, nhưng mà không sao mọi người, rất là chắc nha. Đó, bu là bu bu sheet nha mọi người, bu sheet bu Fuji. Thì cái những cái phôi Abu này rất là chắc luôn. Đó, khỏi bàn về chất lượng. Thì cây này nặng là 115g, đọt là 1 ly 5, dài là 1m74 nha anh em, dài 1m74. Thì cây này tải mồi từ 3.5g đến 14.14g, tải dài từ 6 đến 12 lb. Rồi, giá công khai cây số 2 giá là 900 nha anh em, 900 cộng ship cây số 2. Đó, một cây cắm gốc hàng Abu nha anh em, máy lùa lô máy ngang nha. Đó, rất là chắc nha. Tiếp theo cây số 3. Cây số 3 em lên cho mọi người một cây DeFi. Thì cái này một cây cần carbon, bass là bass Fuji, máy ngang. Đó, bass là bass Fuji, phen là phen Fuji nha mọi người, phen Fuji đỏ xám. Đây, nó đây, đó. Bụng nó đây. Thôi nó còn tương đối ok nha mọi người. Ở ngoại hình còn tương đối ok. Thì cái này nó chỉ để cứng là ML thôi, nó không có để thông số tải nên em không đọc. Đó. Thì cái này nặng là 120g, đọt là 2 ly 2, dài là 1m68. Giá công khai cây số 3, giá là 400 nha anh em, 400 cộng ship, một cây lô máy ngang. Mấy cây này thích hợp cho anh em mới tập lô á, lô. Rất là ok luôn. Bôi khá là chắc nè, test độ cong cho anh em luôn. Tiếp theo cây số 4. Thì cái số 4 lên cho mọi người là một cây cần lua máy ngang. Đó, tiếp tục là máy ngang. Bass là bass Fuji. Cán là cán rổ. Cán là cán bằng. Đó. Phen là phen Fuji loại xám. Cứng ML nha anh em, dài 1m88, cứng ML. Dài 1m98, cứng ML nha mọi người, dài 1m98, cứng ML, hàng của Ryobi. Thì cái này được sản xuất tại China nha mọi người. Đây, tem mác để đóng đầy đủ nha. Đó. Thì cái này em lấy từ thiên nhiên Nhật về nha mọi người. Ngoại hình còn tương đối nha mọi người, ngoại hình còn tương đối, không lỗi.
không lỗi hết, phôi phôi carbon đó. Thì cây này dài 1m98, độ cứng ML, tải mồi từ 5 đến 14 gram, tải dây từ 6 đến 12 lb, nặng 140 gram, đọt 1 đi 8. Rồi giá công khai cây số 4, giá là 550k cộng ship nha, 550k cộng ship một cây máy ngang đó, hàng còn khá là chắc, phen rất là ok hết nha. Tiếp theo cây số 5 thì cây số 5 lên cho mọi người vẫn là một cây cần Ryobi. Thì cây này Hàn Quốc Korea nha anh em, Hàn Quốc Korea. Thì cây này cứng là medium line là ML nha anh em, cứng ML. Dài là 1m68 nha mọi người, dài 1m68. Foil là foil carbon. Đây anh em. Sẵn nha, máy ngang. Đó. Bát là bát thẳng. Đó. Bát là bát thẳng. Cán vẫn là cán bằng. Foil carbon nha, fan là fan Fuji loại sẵn nè. Ok, phen khá là đẹp lắm mọi người. Đó. Bù cũng rất là ok luôn. Đó. Carbon. Sẵn ok rồi. Đó. Thì cây này vẫn thích hợp cho anh em câu cảm giác nha. Đó, cảm giác máy tập câu. Luôn màu giả. Thì cây này nặng là 100 g, dài là 1m68. Đọt là 1.8. Tải mồi từ 3.5 g đến 17.5 g, độ cứng ML, tải dây từ 6 đến 14 lb. Rồi, giá cây số 5, giá là 500k cộng ship nha. Tiếp theo cây số 6 thì cây số 6 lên cho mọi người một cây cần cản súng đúng không mọi người, cần cản súng. Thì cây này vẫn là một cây cần máy ngang, bát là bát Fuji nha anh em, bát Fuji Japan. Thì cây này một cây cần của Korea nha anh em, hàng Korea sản xuất, hàng của Hàn Quốc sản xuất. Thì cây này nó dài là 1m8 nha anh em, dài 1m8, tải mồi từ 7 đến 21 gram, tải dây từ 8 đến 20 lb. Thì cái này nó thông số của nó là dạng ML nha mọi người, thông số là ML. Nặng là 112 g nha mọi người, cần nặng 112 g. Foil carbon. Fan là fan Fuji, bát là bát Fuji. Fan Fuji keo chỉ ok hết trơn mọi người. Cán là cán súng. Đó, anh em tập lùa màu giả lấy mấy cái này đánh cực kỳ ok nhá. Đó. Thì cái này nặng là 112 gram, đọt là 2.1, dài 1.8, thông số tải mồi em đã đọc đó. Rồi giá cái số 6, giá là 450k nha, 450k cộng ship. Tiếp theo cái số 7 thì cái số 7 lên cho mọi người vẫn là một cây cần lua máy ngang. Thì cây này một cây lua máy ngang, hàng của Olympic, hàng của Cree sản xuất. Thì được cái là đặc biệt cây này là một cây máy ngang, fan là fan gold này, fan gold nha mọi người, fan gold rất là đẹp luôn. Đó. Bù gòn luôn, hàng nguyên zin nhá. Thì cái máy ngang foil carbon nè. Bát Fuji, bát con luôn, đàng hoàng. Cán là cán bằng. Foil carbon mọi người, cần còn khá là mới luôn. Đó, hàng Korea. Sẵn nè, đọt nó sẵn găng guốc nè, đó. Càng còn tương đối nha mọi người, còn tương đối, nó không xước nhiều mà cũng không xấu nữa, phen còn ok hết. Thì cái này nặng là 105 gram, đọt là 1 đi 8, dài là 1m67 nha anh em, dài 1m67. Thì cái này nó tải mồi từ 3.5 gram đến 14 gram, độ cứng tương đương với tầm khoảng L thôi, tầm khoảng L, ML. Tải dây từ 8 đến 14 lb. Rồi, giá công khai cái số 7, giá là 700 nha, 700 cộng ship. Được bộ phen rất là xịn nhá. Đó, anh em về lô nháy hơi là khỏi chê. Rất là ok nha mọi người. Tiếp theo cây số 8 thì cây số 8 lên cho mọi người quẳng một cây cần Fangon nè. Đó. Cây Fangon. Thì cây này một cây cần của Daiwa. Đây mọi người, bát nó cực kỳ đẹp nha. Đó, bắt đây qua. Đó, rất là đẹp luôn. Để từ xa cho anh em xem. Đó. Cán là cán bằng. Fan là fan Fuji nha mọi người, fan là fan Fuji, fan gold. Đó.
Thì cái này cứng là ML nha mọi người, cứng là ML nè, sit top gì neo gì đó. Bô dạng bô chống sẵn mọi người, bô chống sẵn. Cái này xịn nha mọi người. Đó. Tất cả fan ok hết, fan chỉ keo ok hết nha anh em. Đó, phôi ok luôn. Nói chung là cần thì ngoại hình nhìn con ưa nhìn, không có xước sát gì nhiều hết. Đó, hàng đầy qua thì cái này sản xuất tại Taiwan, mã code đầy đủ nha. Thông số thì để em đọc sau cho anh em. Đó, soi qua cho anh em soi trước. Thì cái này nặng là 110 g, dài là 1m68, đọt của nó là 1.7 ly. Thì cái này tải mồi từ 5.25 g đến 17.5 g, tải chai từ 6 đến 14 lb. Rồi giá cây số 8, giá là 700 nha mọi người, 700 cộng ship cây số 8. Ok, tay qua còn khá là đẹp nhá, fan gold. Đó, bát thẳng tay qua, bát cũng đẹp luôn. Tiếp theo cây số 9. Thì cây số 9 đem lên cho mọi người một cây cần chiên cho anh em lưu lóc. Thì cây số 9 đem lên cho mọi người một cây cần Majorap. Thì cây Majorap này là màu dài 1m92 nha mọi người, dài 1m92. Chỗ bộ phen là bộ phen xít. Đó, bộ phen xít, phen bóm. Đó. Phôi phôi carbon sẵn gân guốc nè. Bát là bát Pussy nha mọi người, bát Pussy Majorap. Thì cây này một cây Majorap đây. Đó. Carbon sẵn nha anh em. Đó. Dòng Majorap này thì nổi tiếng rồi, khỏi bàn, chuyên về cần lua nhé. Như cây này em lấy từ thị trường Nhật về nha mọi người. Đó. Sẵn gân guốc nha. Fan keo thì ok hết nha mọi người. Đó, fan keo của nó ok hết. Thì cây này nó có bị lỗi chỗ này, nó do chóc cái lớp keo chỗ này nha mọi người. Chóc cái lớp keo chỗ cái mấy cái tem nè. Đó. Nó quằn quằn thế này nè, đó. Nên đang rẻ cho anh em. Đây, đó, chóc cái keo chỗ này nè, đó. Thì cần sao thì báo anh em vậy thôi. Đó. Thì anh em không quan trọng về cái thẩm mỹ chỗ này á, nó chỉ có bị chỗ này thôi, tất cả phôi nguyên liệu rất là đẹp luôn. Đó, như em đã soi anh em xem đó. Thì cái này nặng là 140 g, đọt là 1.4 ly. Thì cái này dài là 1m92. Thì cái này tải mồi từ 7 đến 21 g, chiều dài rất là chuẩn anh em, cầu lốc nha, cầu lốc giá thiệt. Tải dây từ 12 đến tải dây từ 10 đến 16 lb, giá công khai cây số 8, cây số 9, giá là 1.3 triệu nha mọi người, giá công khai cây số 9, giá 1.3 triệu nhé. Đó, độ cứng của nó là độ cứng M nha mọi người. À, cây số 9 giá 1.3 triệu. Tiếp theo cây số mừng, cây số mừng lên cho mọi người vẫn là một cây cần của Majorap. Thì cây Majorap, một cây Majorap Laser đây nè. Thì dòng Majorap Laser này súng số bộ phen và phen xít nha nè, phen xít, phen bóm. Phôi cũng rất là đẹp luôn. Dạng phôi nó là phôi caro nha mọi người. Bát tầm bát Pussy Majorap được sơn ánh kim nè. Đó. Đây, phôi của nó đây, rất là đẹp nha. Thì cây này dài 1m8, độ cứng độ cứng M. Phèn cũng rất là ok. Đây, đó. Ok nha mọi người. Bu của nó là bu chống sắn nha nè, bu chống sắn, bu ship. Ngoại hình cây này theo em đánh giá đâu đó tầm khoảng 93% nha. Rất là đẹp luôn. Tem đầy đủ. Thì cây Majorap dài 1m8, nặng là 125 g. Đọt là 1 ly, đọt 1.8 ly nha anh em. Thì cái này tải mồi từ 7 đến 21 g, độ cứng tương đương với M, tải dây từ 10 đến 16 lb. Rồi, giá công khai cây số 10, giá là 1.5 triệu nha. Tiếp theo cây số 11. Cây 11 em lên cho mọi người một cây cần của Daiwa. Thì cây này một cây cần Daiwa, Daiwa Palazon. Thì dòng Daiwa Palazon này dòng đời cao nha mọi người. Bát là bát Daiwa nè, đó. Rất là đẹp luôn. Bát với phôi nó để kế bên nè, rất là đẹp. Daiwa Palazon. Carbon sóng ít nha anh em, carbon sóng ít. Đó. Đây qua. Phen là phen Fuji nha nè, phen Fuji. Bô chống sắn nè, carbon sắn tới ngọn nè.
Thì cây tai qua parasol này chiên cho anh em câu lóc nha, chiên câu lóc nó nhá, thiệt nhá hơi à. Thôi rất là đẹp luôn, cây này độ mới ra tầm khoảng 92% nhá. Thì cái này được sản xuất tại China nha mọi người, được sản xuất tại China. Cây này dài là 1m98, độ cứng là độ cứng M, dài 1m98, độ cứng là độ cứng M. Thì nặng là 100 nặng là 100g, đọt 1.8, dài 1m98. Thì cái này độ cứng của nó tải mồi từ 5.25g đến 17.5g, tải dây từ 10, tải dây từ 7 đến 14-16 lb. Rồi giá công khai cây 11 giá là 1.8 nha mọi người, 1.8 cho cây số 11, một cây Daiwa Balazon chuyên anh em có lóc đó. Rồi sáng ít rất là đẹp luôn. Tiếp theo em lên cho mọi người là cây số 12. Thì cây số 12 em lên cho mọi người là một cây cần lua. Thì cây này một cây cần lua của dòng Majorap Corsa. Thì dòng Majorap Corsa này thì nó số bộ phen mặt và phen micro nha anh em, micro sheet. Bộ phen nhỏ nè, đó. Thì những phen nhỏ này rất là chắc nha mọi người. Đó, gai dây cũng bình thường. Phôi của nó là phôi sẵn nha anh em, phôi sẵn gân gút, dạng sẵn hai da. Bát là bát cán bằng đó. Cán là cán bằng, bát là bát Fuji Majorap. Rất là đẹp nha, dạng sẵn như sẵn hai da. Phèn ở đây đó, phèn micro bù bù trọng sẵn, tất cả có ok hết, không có xước xác gì nhiều hết nha mọi người đó. Xước ít chỗ này thôi, tất cả là ok. Thôi sẵn găng guốc rồi, cái Majorap này đánh rất là ok nha mọi người đó. Khách khách em đánh phản hồi rất là ok luôn. Thì cái này nặng là 125g, đọt là 1.7 ly, đọt của nó là 1.7 ly, dài 1m98. Thì cái này nó tải mồi từ 7 đến 28g, độ cứng tương đương với MH nha nè. Độ cứng tương đương với MH, khá là cứng à. Chỉnh cho anh em sẵn lóc, tải dây từ 12 đến 20 lb. Rồi giá công khai cây số 12 giá là 2 triệu nha mọi người, 2 triệu cây số 12. Tiếp theo cây số 13. Cây số 13 em lên cho mọi người một cây hàng thương hiệu của nội địa, một cây hàng của ban nha anh em, cây dừa. Ban cây dừa, phen là phen ca nha anh em, phen ca máy ngang đó. Phen Fuji, phen Sheet. Cản là cản ba khúc nè, cản bằng, phôi phôi sóng ít nè. Bát là bát Fuji nha nè, bát Anso Fuji. Bàn nội địa sẵn găng guốc nha mọi người. Thì cái này một cây máy ngang đó, chiên săn hàng, dạng này là chiên săn hàng này. Đây nè, phen ca nhá, phen ca máy ngang bu bu chống sẵn, bu bu chống sẵn. Tổng thể cần thì nó có xước xác cho nè, cần có xước xác. Thì cái này dài 2m1, độ cứng là độ cứng H nha, dài 2m1, độ cứng H. Thì anh em săn lóc bông cũng được, cứng H là tương đối ok, cứng săn hàng đánh giá thiệt. Thì đây nè, nó có xước xác nè, xước xác li ti thôi nha anh em. Đây ở đây đó. Nhưng phôi thì không ảnh hưởng gì ha, mấy cái này phôi cũng cực kỳ chắc nha, đánh là vô tư luôn đó. Test cho anh em xem hàng ban nội địa. Thì cái này dài 2m1, nặng là 140g, đọt 2 ly. Thì cái này tải mồi từ 10 đến 35g, tải mồi khá là cao nha, tải dây từ 12 đến 25 lb. Rồi giá cây số 13 giá là 2 triệu 5 nha nè, 2 triệu 5 cộng ship cây số 13. Theo nha mọi người. Thì tiếp theo là cây số 14. Thì cây số 14 còn túi nha, cây số 14 còn túi. Thì cây số 14 vẫn là một cây hàng của Majorap. Thì cây Majorap này chuyên cho anh em săn hàng đó. Cây này khách gửi thanh lý lại đó. Cây một cây Majorap Life Siwat cứng mà hát nha anh em. Đây, để sau từ từ anh em xem. Phôi là phôi, nó là phôi carbon, sẵn găng guốc. Dạng cứng MH dài hình như là 2m22 nha anh em, dài 2m22, cứng MH, phèn phèn micro. Nó phèn nhỏ.
thằng mày ruột xít nha nè, đây phần nhỏ nhá, bô bô chống sẵn carbon sẵn tới ngọn luôn nha. Hàng còn rất là ok nha mọi người, hàng rất là ok. Thì cái này được Việt Nam sản xuất, bát của nó là bát Fuji, fan là fan Fuji. Thì cái này nặng là 200, nặng là 175 gram, dài là 2m22, đọt 2.1 nha nè. Thì cái này tải mồi từ 7 đến 28 gram, độ cứng tương đương với MH nha, độ cứng tương đương MH. Nhưng mà cái này nó tải PE của nó mát là từ 4 đến 8 nha anh em. Tải PE rất là cao nha. Đó. Đây, độ công của nó đây, test cho anh em xem. Thì giá công khai cái 14, giá là 1.8 nha mọi người. 1.8 cái số 14. Carbon sẵn găng gút, hàng Mayerab. Siwat. Tiếp theo đây mọi người là một cây qua bên đây là qua hàng cần máy đứng nha mọi người. Thì tiếp theo cái số 15. Thì chiếc này về là một cây cần rút mini, chiên cho anh em câu lua nhé. Đây đó, chiên lua. Thì cái này còn túi còn hộp luôn. Thì cái này một cây cần rút của Mamisa, hàng của Olympic nha anh em. Đây, hàng Olympic. Cái này được sản xuất tại China nha mọi người, được sản xuất tại China. Thì cái này độ mới đó tầm khoảng 95% nha anh em, rất là mới. Để em đọc thông số cho anh em tham khảo. Thì cái này dài là 1m87, đó, dài 1m87, nặng là 85 gram. Thì cái này nó tải mồi từ 5 đến 14 gram, đó, thu gọn là 48 cm nha em, thu gọn 48 cm, có tổng cộng là 5 lóng. Rồi, cây số 15, giá công khai là 1 triệu nha mọi người, 1 triệu cho cây số 15. Đây, ngoại hình rất là mới nha mọi người. Đó, cây này anh em bỏ ba lô nè, anh em đi câu, đi lua đó, đi công tác vậy đó, đi du lịch vậy đó, để qua rất là mới nha anh em. Đó, một cây cần rút mini dạng cho anh em câu luôn. Phen của nó là phen Fuji nha anh em, phen là phen Fuji đỏ xám nè, rất là mới luôn. Carbon sẵn găng guốc nè, đó, đây sẵn tích luôn, đọt nó đây, đó, đọt nó vẫn là carbon sẵn nha anh em. Đây, fan là fan Fuji loại xám. Bát là bát Fuji. Rồi, giá cây 15, giá là 1 triệu nha anh em, 1 triệu cây số 15. Tiếp theo cây số 16. Thì cây số 16 lên cho mọi người một cây cần lua máy ngang, cần lua máy đứng. Thì cây này một cây cần lua máy đứng, cán là cán bằng. Đó. Cán nó rất là đẹp nha anh em. Bát là bát Fuji, fan là fan Fuji Sit. Đó. Thì tới fan ship là những cây cần xịn này, đó, khá là xịn với sơ bộ fan này. Đó. Fan ship nha anh em, rất là đẹp luôn. Fan thì em bao cho anh em 7 nứt gì nha. Đó, tất cả đều kiểm tra rất là ok rồi. Thì cây này một cây cần Ryobi, hàng Korea sản xuất cho anh em, hàng của hàng Korea sản xuất, hàng của Hàn Quốc sản xuất. Thì cây này dài là 2m4, nó tải mồi từ 5 đến 30 gram, tải dây từ 6 đến 14 lb. Cái độ cứng ML, anh em có thể lua lóc nè, đó, lua chẽm, đánh giá thiệt nháy hơi vô tư nha anh em, tải tới 30 gram, đặng anh em có thể câu chép cũng được, rất là ok nha. Đó, mã có đầy đủ nha, tem sức đầy đủ nha mọi người. Đây, cái này thì ngoại hình của nó ra tầm khoảng 90% nha anh em, 90%, rất là mới luôn nè. Đó. Cái điểm phen chạy mà nó chưa bị chạy nha mọi người, đó. Chứng tỏ rất là ít được bị câu. Đó. Đây, bên chạy của nó đây, rất là ok nha mọi người, rất là mới luôn, hoàn chỉnh. Thì cái này nặng là 154 gram, dài 2m4, đọt 1.9. Rồi, giá công khai cây số 16, giá 1.3 triệu nha mọi người, 1.3 triệu cây số 16. Tiếp theo cây số 17. Thì cây số 17 lên cho mọi người một cây cần hệ. Đó. Thì cây này một cây cần của Daiko. Đây mọi người, hàng Daiko. Đó. Thì dòng Daiko nội địa nha anh em, dòng Daiko nội địa dít bóp gì nè, đó. Game Tie. Thì cái này dài của nó thông số chính cần là dài 3m3 nha anh em, dài 3m3. 3 lóng. Độ cứng M. Thì cái này tải mồi từ 14 đến 42 gram.
đó, tẩy mồi từ 14 đến 42 gram. Thì cái này chuẩn cho anh em câu lóc tinh gần đó, câu bát bát Fuji, fan của nó là fan Fuji Seed nha anh em, đó fan của nó là fan Fuji Seed, một loại fan rất là xịn luôn đó, fan Fuji Seed mà chắc đen nữa chứ, khá là xịn nha anh em, đó hàng nguyên xin nhá. Thì cái này nó có định vị lóng nha mọi người, đây có định vị lóng, thì ngoại hình nó có xuất sắc li ti nha mọi người, đây xuất sắc li ti nè, đó đây lóng định vị của fan này đây, đó đây có định vị hết nha nè, đó ngoại hình thì có xuất sắc li ti nhá, thôi rồi em bao chắc rồi, bao lỗi luôn đó, có định vị hết nha mọi người, đó cái anh em cứ gắn đúng cái này là thẳng băng, đó, khỏi nhắm khỏi gì hết, đây, đó, đây, định vị ngay phen hết lần chuẩn nguyên zin cho anh em nhé, đó, bù của nó đây, đó, bù xít nha, cần thì ngoại hình xuất sắc li ti, phôi thì rất là chắc rồi, thì cái này nặng là 300 gram, đọt là 2 ly, dài 3m3, rồi giá công khai cây số 17, giá 1,8 triệu nha mọi người. 1,8 triệu cái số 17. Tiếp theo cái số 18 thì cái số 18 lên cho mọi người một cây cần hai khúc dạng cần lua. Thì cái này dạng anh em lua vô chơi thôi. Đó. Độ cứng cái này ra tầm khoảng L thôi nha anh em. Đó, độ cứng khoảng L thôi. Fan là fan Fuji loại xám nè. Đó. Anh em thích hợp cho anh em câu phi, câu bóng đục thôi. Đó. Anh em câu chẽm, câu mấy chẽm lá. Câu cảm giác đấy, cái này đánh rất là ok nhá, fan fan Fuji loại xám, miếng ni lông bên đây còn nè, đó căn này của Tom Suspender Spin, thì cái này của Korea nha nè, cái này hàng của Korea, thì cái này nặng là 100 gram, tọt bóp đi 8, dài là 1m68 nha nè, dài 1m68, thì cái này tải mồi từ 175 gram đến 7 gram, tải dây từ 4 đến 10 lb. Rồi giá công khai cái số 18, giá là 550k nha nè, 550k cộng ship cái số 18. Tiếp theo cái số 19, thì cái số 19 em lên cho mọi người một cây dòng cần của Majorap. Thì cái Majorap này số bộ phen, bộ phen nòng súng nha nè, bộ phen nòng súng, miếng ni lông còn nha mọi người, đó, miếng ni lông còn bao cái cán bằng này nè, đó. Rồi báo tập báo Pussy Majorap. Cây này một cây bia Elbow Vision, chuyên nam đánh bia nhé, dài là 3m, độ cứng là ML, tải dây bia từ bia 0.6 đến bia 1.5, tải mồi từ 10 đến 30g. Thì cây này em thấy thích hợp cho anh em dạng câu chép hơn, câu chép, câu lóc, câu chẹm, phôi sẵn carbon nè, fan nòng súng fan Fuji loại xít nha anh em, fan nòng súng Fuji loại xít Fuji nha mọi người, tất cả fan dẫn đều ok hết, bù là bù trong sẵn, lần trước em có bán cũng bán cây cái này nhưng mà cần là cần sa tiết, fan là fan titan nhưng mà fan này fan Fuji xít nha anh em, đó đó fan Fuji xít fan nòng súng khá là đẹp nhá, carbon sẵn găng gút. Thì cây này nó có xước sát mọi người, đây xước sát đây, nó dạng chóc một lớp sơn bóng nha anh em, sơn bóng, chóc lớp sơn bóng nè, đó. Trên đây cũng có chóc nè, như trên đây có chóc đây, đó thì cần sao thì em báo anh em vậy nha, sẵn rồi, sẵn găng gút đây, carbon sẵn khỏi bàn, bàn là bao chắc rồi. Đây, mấy cây này đọc nó khá là dịu lắm mọi người, đó, đánh chép là khỏi chê được đâu được, đó. Thì cái này nặng là 153g, đọt là 1,6 ly, dài 3m, tổng số tại mòn đã đọc. Rồi giá cây 19, giá là 2 triệu mọi người, 2 triệu cây số 19. Tiếp theo cây số 20, thì cây số 20 em lên cho mọi người là một cây cần cũng dạng chuyên cho anh em câu chép nhá, đó, chuyên cho anh em câu chép, câu lăng xê. Thì cây này một cây cần của Ryobi,
Ryobi. Cây này dạng cho anh em con chép rồi. Cây này một cây Ryobi dài 2m7, tải mồi từ 7 đến 28 gram. Con chép luôn mồi giả. Bát tầm bát Pussy nha mọi người, bát tầm bát Pussy. Phen là phen Pussy Seed. Phôi carbon sẵn, cán là cán bằng. Để nên em, phen là phen Pussy nhá, rất là đẹp luôn. Con chép, con chẽm. Đánh gần, dạng đánh gần đánh mồi nhẹ nhẹ thôi, câu mấy muốn gần bờ á, rất là ok nha, rất cảm giác luôn. Phen Seed nha mọi người, rất là chắc nha. Ryobi nội địa. Phen Seed nhá. Khỏi bàn. Phen này sứ nó cực kỳ dày, dày và bóng nữa. Ga dây cực kỳ mướt nha. Đó. Bu là bu bu Seed nha nè, bu Seed màu trời. Carbon sẵn găng gút. Đó. Sẵn tới ngọn luôn. Độ cứng của cái này độ cứng L nha anh em, độ cứng L. Thì cái này nặng là 220 g, đọt là 1.7 ly, dài 2m7. Giá trong khay cây số 20, giá 1.8 triệu mọi người. 1.8 triệu cây số 20. Tiếp thêm lên cho mọi người là cây số 21. Thì cây số 21 lên cho mọi người một cây hàng nội địa nha anh em. Đó, cây hàng nội địa. Cây này rất là nhiều anh em hỏi luôn. Đó, về anh em câu chép dịch vụ, câu game. Thì cây này một cây hàng tem riêu. Đó, hàng tem riêu, hàng của Nhật nha nè, Made in Japan. Hàng tem riêu. Thì cây này dài là 2m22 nha anh em. Dài 2m28. Đó, dài 2m28. Độ cứng của nó là độ cứng L. Thì cây này tải mồi từ 7 đến 21 g, tải dây từ 4 đến 12 lb. Cái độ cứng này thì rất là chuẩn cho anh em câu chép, câu cá chê, đó, câu hồi dụ. Anh em đi lua thì anh em có thể dạng này anh em lua chẽm. Lua chẽm là đẹp nhất luôn á, rất là đẹp luôn. Phen của nó là phen Seed nha anh em, phen Seed, phen Pussy. Đó. Thì cây này ngoại hình còn tương đối đẹp nha anh em. Ngoại hình còn tương đối đẹp. Không có xước xác gì nhiều luôn. Đó. Bát là bát Pussy nè. Đó. Rất là đẹp nha anh em. Phen nó đây. Đó. Cái này về vệ sinh lau chùi là xong, sạch sẽ. Bu buộc trong sắn, hàng chuẩn nguyên xin nha anh em. Chưa độ chế rồi hết. Hàng nội địa. Thì cái này nặng là 148 g, dài 2m88, đọt là 1.4 ly nha anh em, đọt 1.4 ly. Rồi, giá công khai cây số 21, giá là 2.2 triệu nha, 2.2 triệu cây số 21. Tiếp theo cây số 22. Thì cây số 22 vẫn một cây cần hàng hệ. Chi anh em câu lóc đi gần, u minh chầm chim vậy đó. Tránh gần, đây, phen của nó là phen Seed nha anh em, phen là phen Seed nguyên bộ. Phen chân cao. Cán là cán bằng, đó. Nè, phen Seed nha, Pussy 25. Cây này một cây cần hit lên nha anh em. Dòng hit lên thì dòng cần khá nổi tiếng rồi. Hit lên nha anh em. Rất là nổi tiếng luôn. Thì cây này là một cây cần hit lên dài 3m, độ cứng MH nha, độ cứng MH. Thì độ cứng MH của cây này thì nó tải mồi từ 10 đến 50 g, tải dây từ 10 đến 25 lb nha anh em. Cây được sản xuất tại Taiwan, mã code đầy đủ. Thì phần này có xuất sắc lity nè, phần ở trên thì ok rồi. Phen Seed nha anh em, phen Seed chân đen. Đây 330 nè, rất là dày luôn. Chân cao, bô chống sắn, phôi carbon. Cây này khá nổi tiếng rồi. Đây qua. Thì cán là cán cán bằng nha nè, cán bằng. Đây. Cần thì có xuất sắc nè, cái này dính keo nè, đó. Tất cả ok hết nha anh em. Phôi thì bao chuẩn rồi.
để từ xa thì bột phèn nó rất là ngầu nha mọi người. Test tổ công nhúng nhúng cho anh em luôn. Thì cái này nặng là 230g, đọt là 2 ly 2, dài 3 m, thông số đã đọc rồi. Giá công xe số 22, giá là 2,2 triệu nha anh em, 2,2 triệu, cây số 22. Tiếp thêm lên cho mọi người cây cuối cùng. Cây cuối cùng là cho mọi người là một cây hàng cũng dạng hàng hệ, hàng sân hàng. Đây, đó. Cây cuối cùng là cho mọi người một cây Yamakasu. Yamakasu. Nè, phiên dẫn của nó phiên xích nè, đó, phiên xích bát Fuji. Đây mọi người. Yamakasu nha anh em. Thì cây này dài là 3m33. Độ cứng là MH. Thì nó tải mồi từ 10 đến 60 gram, tải dây từ 10 đến 16 lb, mã code này đầy đủ đây nó, tải dây bê từ bê số 1 đến bê số 3 nhé. Phen là phen sẵn găng guốc nè, carbon là carbon sẵn găng guốc nè, đen xì lì luôn. Phen cũng là phen chân đen, phen này rất là hiếm, phen chít này, đề ba nó đây, Fuji. Fuji Sit. Bu của nó đây mọi người, bu là bu trong sẵn nha, bu trong sẵn. Thì nó sẽ chạy phen, phen lên tới đây, nó chạy phen là phen trắng nè, đó. Dưới đây là phen đen nè, đó. Phen đen hai chân. Ở dưới đây chạy là một chân nè. Đó. Thì cần nguyên zin nha anh em, cần nguyên zin, carbon sẵn găng guốc. Cái này chuyên anh em dẫn câu lóc thì đánh gần á, đánh gần, cái này đánh gần đẹp hơn nha anh em, đó, đánh gần sẵn gần gút hàng Yamakasu, hôi cũng rất là chuẩn nha, hôi rất là chuẩn luôn. Thì cái này nặng là 210g, đọc 1 ly 8, dài 3m3, thông số tải mồi nó đọc rồi. Giá công khai cây số 23, giá là 3 triệu nha mọi người, 3 triệu cây số 23. Đây test tổ công nha mọi người nhé. Rồi đó, tổng cộng 23 cặn là mình 22 cho anh em. Nếu anh em mừng anh nào chốt lên lại xuống thoại tự động liên hệ với anh em nhé. Rồi cảm ơn anh em.